Ngày 31 tháng 8, Thượng tá Lâm Quốc Thanh, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án nhóm ngư phủ đột nhập tiệm vàng trộm tiền vàng trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Trước đó, khuya ngày 20 tháng 5, cha mẹ của ông Phạm Minh Đức, 44 tuổi, chủ tiệm vàng Minh Đức, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, phát hiện người lạ đột nhập vào tiệm vàng, lấy đi một lượng lớn vàng giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau quyết định thành lập chuyên án điều tra truy bắt nghi phạm. Ngày 24 tháng 8, phát hiện Lê Văn Châu, 43 tuổi, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, đến một tiệm vàng ở thị trấn Sông Đốc, bán lượng vàng lớn bất thường. Công an đã mời Châu về cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, Châu thừa nhận đã đột nhập tiệm vàng Minh Đức trộm vàng. Cùng tham gia có Lê Văn Lơ, 48 tuổi, Lê Minh Hoàng, 35 tuổi, Lê Chí Linh, 40 tuổi, Phạm Văn Giới, 33 tuổi, cùng ngụ xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Những người này cùng họ hàng với Châu và đều làm nghề ngư phủ. Nhóm đối tượng khai, sau khi trộm được 6,6 kg vàng, 18K và 24K, nhóm đã chia đều cho mỗi người để nấu thành từng thỏi cất giấu.